Mình đã từng rất khó chịu với cả series và nếu như các bạn xem trên kênh của mình thì cũng đã biết là trợ lý ảo mà mình đang sử dụng nhiều nhất chính là Windows Copilot. Tuy nhiên có lẽ kể từ phiên bản cập nhật iOS 18 chính thức sắp tới thôi thì chúng ta sẽ phải có một cái nhìn là hoàn toàn khác. Thực ra chỉ cần nhìn vào giao diện, vào animation và vào cái cách mà Siri tương tác với cả người dùng ấy, nó đã làm phiên bản quá là khác so với cả trước đây rồi. Nhưng mà quan trọng là đằng sau đó, nó có tính cá nhân hóa cao hơn, về Siri đã biết mọi thứ về bạn Biết những cái gì mà bạn đang nhìn vào màn hình Và điều tạo nên sự khác biệt lớn nhất cho Siri Đó là nó vẫn duy trì được tính bảo mật của người dùng Hay nói cách khác là dữ liệu của các bạn không bị đẩy đi nơi khác Hay là cho một tổ chức nào khác Hay là cho một người khác Và để mà hiểu rõ hơn về những sự khác biệt của phiên bản Siri sắp tới Thì chúng ta hãy cùng quay ngược lại thời gian hàng thế kỷ Từ những ngày đầu tiên của Siri nhé vào năm 2011, Tim Cook giới thiệu phiên bản kế nhiệm của iPhone 4 là iPhone 4S. Và cuối sự kiện ngày hôm đó thì Apple đã giới thiệu thêm một điều bất ngờ nữa, đó là Siri trợ lý ảo đầu tiên trên thế giới bây giờ nói điều này thì nó quá là bình thường ấy nhưng các bạn cứ thử tưởng tượng rằng là vào năm 2011 các bạn sử dụng một thiết bị công nghệ và có trợ lý ảo bên trong đó thì nó là một cái viễn cảnh quá là không tưởng ở cái thời điểm năm 2011 lúc đó thì thế giới gần như là chưa có một công nghệ tương tự bởi vì Apple ra mắt sớm hơn Google một năm và sớm hơn Alexa lên đến là 3 năm và nếu như mà xem lại video ngày hôm đó ý, thì các bạn sẽ thấy rằng là cảm xúc của những người trong khán phòng là phấn khích như thế nào What is the weather like today? Here's the forecast for today. It is that easy. <laughs> Tuy nhiên, tour đến thời điểm hiện tại thì mình lại cảm thấy hơi thất vọng một chút vì những trải nghiệm của series bây giờ vì nó không thực sự khác là mấy so với cả những gì mà Apple đã công bố vào khoảng là 12 năm về trước. Vâng, đã 12 năm trôi qua rồi Nhưng mà có rất nhiều trường hợp Siri vẫn không thể hiểu những cái câu hỏi đơn giản của người dùng Nếu như mà so với cả Google Assistant thì Siri đã bị bỏ lại một khoảng cách khá là xa Còn bây giờ lại còn có Windows Copilot và Google Gemini nữa Thì nói thật rằng là Siri hiện tại là không có cửa Vậy thì chắc là nhiều bạn cũng đang thắc mắc rằng là vì sao Siri lại bị bỏ lại quá là xa là như vậy đúng không ạ? Cho dù Apple đã từng đi tiên phong về trợ lý ảo Lý do lại đến từ ngay chính chiến lược đảm bảo quyền riêng tư từ những ngày đầu tiên của Apple. Ngược lại thì các công ty khác như là Google hay là Amazon, họ thu thập một lượng dữ liệu lớn của người dùng. Vì đó là cách mà những công ty này hoạt động là dựa vào dữ liệu của người dùng để mà từ đó mang lại được những cái trải nghiệm là tốt hơn, nhanh hơn và cá nhân hóa cao hơn hay là quảng cáo chuẩn hơn. Nên là dần 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 khi mà có khoảng cách lớn về mặt dữ liệu ấy thì Google Assistant và Alexa đã trở nên thông minh hơn so với cả Siri. Trong khi đó thì Tim Cook vẫn luôn nói không, Apple phải đảm bảo quyền riêng tư của người dùng. Đợt mà mình đi sang Thái hay là sang Đài Loan ấy, mình thấy rằng là Apple quảng cáo rất là nhiều những cái biển outdoor về privacy ở ngoài đường ấy. Và chắc là nó đến đây thì các bạn cũng hiểu rằng là vì sao Apple luôn nhắc đến privacy trong tất cả những cái sự kiện ra mắt sản phẩm của mình rồi đúng không ạ? Nhưng mà chính cái chiến lược đó đã tạo ra giới hạn cho Siri và đó chính là lý do vì sao mà khiến cho Siri lại phát triển chậm hơn so với cả những đối thủ trợ lý AI của mình. Tuy nhiên, chỉ trong vòng vào khoảng là 1 cho đến 2 năm trở lại đây, mình thấy rằng là mọi chuyện đã khác hoàn toàn. Và những sự khác đó gần như đã được truyền tải thông qua sự kiện WWDC vừa rồi. Apple thực sự đã thay đổi cách làm của mình. Họ đã đầu tư nghiêm túc hơn vào AI và Machine Learning. Và có những thông tin cho rằng là chỉ tính riêng năm 2023, Apple đã chi cả triệu đô la mỗi ngày để mà đầu tư vào Generative AI. Họ cũng đã mua rất nhiều công ty AI khác nhau và tuyển rất nhiều nhân sự và xây hệ thống để mà training model AI. Điều đơn giản là bây giờ Apple cũng đã có những cái yếu tố giống so với cả những công ty khác. Giống ở đây, đó là Apple cũng đã đầu tư vào dữ liệu và vào AI. Nhưng mà cái khác ở đấy là Apple không chỉ tạo ra mỗi cái con chatbot biết mọi thứ trên thế giới, mà Apple muốn cái trợ lý ảo phải được nằm sâu trong thiết bị của các bạn hiểu bạn muốn gì, cần gì và quan trọng nhất là thông tin và dữ liệu của bạn sẽ phải được bảo mật. Và tại sự kiện WWDC, Apple đã giới thiệu Apple Intelligence. Và nếu các bạn cảm thấy hơi ngợp với những thông tin liên quan đến Apple Intelligence ấy, thì mình thấy rằng là về cơ bản chỉ có 3 điểm cần nhớ thôi. Thứ nhất là các tính năng liên quan đến chữ như là tóm tắt và viết lại, vân vân. Thứ hai là các tính năng AI liên quan tới hình ảnh như là tạo icon này hay là tạo ảnh này, và cái thứ ba cũng là cái lõi quan trọng nhất của Apple Intelligence chính là phiên bản Siri hoàn toàn mới, giao diện mới và khả năng mới. Phiên bản Siri này sẽ tác động toàn bộ các sản phẩm trong hệ sinh thái của Apple. Và bây giờ mình sẽ nói kỹ hơn vào cái cách mà Apple đang tận dụng Siri là như thế nào nha. Và nếu như các bạn muốn mua các sản phẩm tận dụng được Siri cũng như là Apple Intelligence sắp tới thì có thể tham khảo tại OneWay nhé. Ví dụ như là iPhone thì có iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max đều đang có mức giá rất là tốt, gần như là tốt nhất thị trường tại OneWay. Còn iPad hay là máy Mac thì các bạn chỉ cần mua các dòng có chữ Apple M Series trở lên là được Trong đó thì có cả MacBook M1 Ngon đúng không? Và mới đây thì OneWay cũng áp dụng chương trình tích điểm thành viên Thì các bạn sẽ còn được giảm giá thêm một nấc nữa Và mọi thông tin chi tiết về chương trình thì mình sẽ để đường link phía dưới phần mô tả Để mà cho các bạn tham khảo kỹ hơn nhé Rồi, như vậy chúng ta sẽ có hai thứ để mà nói về series mới hay là Apple Intelligence Thứ nhất là AI đã giúp cho series khôn đến đâu Và cái thứ hai là khi mà đã được áp à, rất là nhiều những dữ liệu rồi Siri đã trở nên rất là khôn rồi Thì Apple đang quản lý những cái vấn đề liên quan đến bảo mật Cụ thể là như thế nào Nói về khả năng của Siri trước nhé, thì về bản chất là Siri được tích hợp rất là nhiều mô hình Large Language Model để mà từ đó hiểu được ngôn ngữ tự nhiên một cách tốt hơn và thực hiện các hành động của bạn một cách có lý nhất. Ví dụ như là bạn có thể bảo Siri là lọc ra các thông tin quan trọng nhất trong email, hay là hỏi Siri về thông tin chuyến bay hay là lịch bữa tối mà bạn đã book trước đó. Nói chung là Siri có khả năng dựa vào yêu cầu của bạn, rồi lục tìm thông tin cần thiết trong các phần mềm, rồi trả ra kết quả. Và cái quá trình lấy thông tin này được Apple gọi là Semantic Index, và cả quá trình các bạn hỏi và trả lời thì Apple gọi là personal context, tức là Siri có khả năng đáp ứng đúng cái yêu cầu của bạn cần vào đúng cái thời điểm đó. Và thực sự thì nếu như mà Siri làm được như vậy thì đây chắc chắn là cái trải nghiệm AI ngon nhất trên các thiết bị công nghệ hiện nay. Bởi vì đơn giản là nó đúng chính xác như những gì mà chúng ta đã từng nghĩ về AI ấy, đúng không ạ? Là kiểu như là muốn gì là có đấy. Ngoài ra thì trong tương lai Apple cũng muốn Siri có khả năng thực hiện các hành động giữa các ứng dụng với nhau nữa thì tại sự kiện Apple giới thiệu hai tính năng là On Screen Awareness và App Intent. Hiểu cơ bản thì On Screen Awareness giúp cho Siri hiểu những cái thông tin đang hiển thị lên trên màn hình. Còn App Intent để mà giúp cho Siri có thể tương tác với cả các ứng dụng của cả Apple và cả các ứng dụng của bên thứ ba nữa. Ví dụ thì theo như những gì mà Apple đã demo thì Siri có thể là mở ứng dụng của Message rồi đưa thông tin vào name card này hay là cho ảnh trong Photos vào ứng dụng Note chẳng hạn thậm chí là sau này nhé khi mà các ứng dụng của bên thứ ba lôi hết các hành động của mình vào app intense api ấy, thì bạn có thể bảo siri là lấy bức ảnh tôi chụp với mẹ vào hôm trước rồi gửi cho hưng trong app zalo chẳng hạn đấy là mình lấy ví dụ thế thôi nhé trừ trong trường hợp zalo hỗ trợ lôi hết các tính năng của mình vào app intense api thì siri mới có thể làm được những cái chuyện đó và để mà thực hiện được các yêu cầu liên quan tới ai ấy, thì hệ thống sẽ cố gắng xử lý trực tiếp trên thiết bị trước còn nếu như các bạn đưa ra một hành động nào đó có mức độ phức tạp cao mà iPhone, iPad và Macbook không xử lý được ý, thì sẽ cần gọi lên Cloud. Ví dụ như là khi các bạn bảo Siri là viết cho các bạn một đoạn văn bản nào đó quá là dài hoặc là tóm tắt một cái đoạn văn bản nào đó quá là dài chẳng hạn thì hệ thống sẽ tự động đẩy lên Cloud để mà xử lý. Và mọi thứ tự động hết nhá. Và bạn không cần phải làm bất kỳ một thao tác gì ngoài việc kết nối Wi-Fi là đủ. Ngoài ra thì đối với cả những thông tin khó hơn nữa thì Apple sẽ gọi chat GPT để mà trả lời và phiên bản chat GPT này được tích hợp luôn vào mô đồ GPT 4O và bạn sẽ được sử dụng free và không cần tạo tài khoản luôn nhé. Rồi, đó là những cái năng lực của Siri ở thời điểm hiện tại và cả trong tương lai nữa. Mình thấy rất là càng để lâu thì Siri sẽ càng khôn hơn bởi vì khi đó mô đồ AI được trên kỹ hơn, nhiều dữ liệu hơn và nhiều ứng dụng cũng hỗ trợ cho Siri để mà có thể là tương tác với nhau một cách tốt hơn còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ý thứ hai và cũng là ý mà mình thấy rất là quan trọng nhất đó là vấn đề liên quan đến bảo mật thì nói riêng về cái vấn đề liên quan đến bảo mật thì mình thấy rằng là có hai câu hỏi mà chúng ta sẽ cần phải trả lời thứ nhất là apple đã lấy dữ liệu từ đâu để mà trên ra các mô đồ ai cả các mô đồ on device lẫn các mô đồ ở trên server ấy và cái thứ hai là cái quá trình mà apple xử lý dữ liệu của người dùng là như thế nào nó có bảo mật hay là không Nói về cái thứ nhất thì dữ liệu mà Apple đã sử dụng để mà trên ra các model AI cả on-device lẫn model ở trên private cloud compute ấy, là các thông tin được cấp phép và đã được public ở trên mạng chứ không phải là dữ liệu cá nhân của người dùng nhé Ngoài ra thì Apple cũng áp dụng thêm các lớp filter hay là lớp lọc thông tin để mà có thể loại bỏ dữ liệu cá nhân như là tài khoản hay là thẻ ngân hàng này hay là các thông tin kém chất lượng Còn về mức độ chính xác của dữ liệu trả về thì Apple cũng đã có một loạt các bảng so sánh hay là benchmark với cả những model AI khác thì kết quả ở mức khá là khả quan mình chỉ dùng từ khả quan thôi nhé, vì đây mới là những thông tin từ một phía của Apple. Và thông qua những cái bảng này thì chúng ta có thể thấy rằng là các mô đồ AI chạy trên on device cho đến các mô đồ AI chạy ở trên server ấy thì đều có những cái kết quả là khá là tốt và nó cũng đã tiệm cận so với cả GPT-4 rồi. Rồi, đó là những cái nguồn dữ liệu mà Apple đã lấy. Còn cái câu hỏi thứ hai là Apple đã xử lý dữ liệu như thế nào? Nó có bảo mật hay là không? Chạy on device thì bảo mật đó rõ rồi thì không cần phải bàn tới nhiều nhé Và theo như Apple chia sẻ rằng là gần như tất cả những cái tác vụ mà bạn thao tác ở trên điện thoại ấy Nó đều chạy on device hết Còn khi các bạn gửi dữ liệu lên server Tức là thông tin của các bạn hay là dữ liệu của các bạn được gửi đến một nơi khác ngoài cái máy của bạn Thì Apple cũng khẳng định là không ai có thể truy cập vào dữ liệu của bạn Tất nhiên là rất khó để mà có thể khẳng định được những cái điều mà Apple đã cam kết ở đây Uh, nhưng mà quá trình xử lý dữ liệu này được Apple mở ra để mà các chuyên gia dữ liệu có thể truy cập vào và kiểm tra xem Apple đang làm gì với cả thông tin của người dùng thì mình thấy rằng là đấy cũng là một cái giải pháp khá là hợp lý, ít nhất là hợp lý nhất so với cả tất cả những cái hãng mà đang thu thập dữ liệu của người dùng đúng không ạ? Rồi, nghe có vẻ là rất là ấn tượng đúng không? Nhưng mà cho dù là hệ thống này chạy đúng 100% những những gì mà Apple đã công bố đi chăng nữa thì mình thấy rằng là cái vấn đề bảo mật nó vẫn chưa được tuyệt đối 100% đâu. Vì đối với cả các dữ liệu lớn hơn và khó hơn nữa mà hệ thống của Apple không xử lý được ấy, Như các bạn hỏi Siri một thứ gì đó rất là phức tạp Thì Apple Intelligence sẽ phải sử dụng đến chat GPT và tại sự kiện thì Apple cũng có nói rằng là cho dù các bạn có sử dụng chat GPT để chăng nữa ấy, thì dữ liệu của bạn cũng sẽ không được ghi lại. Tuy nhiên, cứ cho là những gì mà Apple nói là đúng chính xác 100% và Apple không lấy bất kỳ một cái dữ liệu gì của người dùng đi. Thì việc một công ty lớn như là Apple có giá trị vốn hóa top 3 hiện tại sử dụng một dịch vụ khác chuyên lấy dữ liệu của người dùng là OpenAI và Microsoft để mà trên ra những mô đồ e của mình thì đó cũng chính là cách mà Apple đang gián tiếp thúc đẩy cái việc thu thập dữ liệu của người dùng đúng không ạ? Tóm lại trong video ngày hôm nay thì mình cũng chỉ muốn chia sẻ với các bạn về năng lực của Series sắp tới Nó hiểu bạn tốt hơn rồi từ đó có thể giúp cho các bạn thực hiện được các thao tác một cách rất là tự nhiên Giống với cả những gì mà bạn tưởng tượng về AI Ngoài ra thì Apple cũng đang rất nỗ lực trong lĩnh vực liên quan đến bảo mật Có thể nói là công ty nghiêm túc nhất về bảo vệ quyền riêng tư của người dùng Nhưng mà dù gì đi nữa thì đây cũng mới chỉ là lý thuyết Và chúng ta sẽ cần thêm thời gian để mà kiểm chứng được những cái điều này và đó là những thông tin mà mình muốn chia sẻ với các bạn về Siri cũng như là về Apple Intelligence. Mình đã cố gắng một cách hệ thống nhất và hy vọng rằng là thông qua video ngày hôm nay thì các bạn cũng sẽ biết được rằng là cái quá trình xử lý cũng như là AI nói chung mà cái cách mà Apple tận dụng AI là như thế nào và cần những cái bước gì nhá. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem đến giờ phút này của video. Hy vọng rằng là các bạn sẽ cảm thấy nó hữu ích. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.